anh cho em. Cảm ơn anh. Việc chu cấp cho em thì cứ để anh lo. Tiền bạc không cần phải suy nghĩ gì hết. Dạ. Chồng đi làm nhớ dậy sớm với vợ nha. Chồng biết rồi. Ừ. Mày vợ ở nhà ngoan nha. Vợ biết rồi mà. Không có được đi đánh bài đó. Vợ hứa. Chồng đi đây. Ừ. Bye chồng. Trân ơi. Ly, tôi đang ngồi chơi hả? Mày đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy? Ngày nào tao chẳng đẹp. Mày khen thừa quá đi. À mà này, chồng mày đâu? À, chồng tao đi công tác đến một tuần rồi. À, một tuần. Ừ. Đi chơi đánh bài với tao đi. Thôi, tao không dám đâu. Tao hứa với chồng là không đánh bài nữa. Chơi vui thôi. Má, lần này tao thấy có một ông nhà giàu mới tham gia. Mà chơi ngu cực. Chơi đi. Thôi, ảnh mà biết là ảnh giận tao đó, không dám đâu. Giận, lúc nào cũng chồng con giận. Sao phải lo. Má, tao dám chắc lần này thắng lớn luôn á, yên tâm đi. Đi. Chỉ lần này thôi nha. Ok. Yên tâm, có tao rồi. Đi. Đặt đây, đặt đây. Còn 5 triệu ạ. Lấy nốt. Tiền nhé. Chín nút. Wow. Em đặt bao nhiêu? Em đặt 5 triệu. Đây, của em. Kinh nha. Thôi nghỉ đi. Hôm nào chơi tiếp đi. Hôm nay em nghỉ đấy. Cảm ơn anh. Thôi, tao dẫn mày đi ăn ha. Mà tao nói thật đúng này, thấy chưa? Thằng cha đấy, thì ngu lắm. Đi, đi, đi ăn. Sao? Hôm nay gọi em ra đây có chuyện gì? Anh thấy con bé hôm bữa, được đó. Quái rồi hả? À, mà em giúp anh thì em được cái gì không? Em biết anh là ai mà. Hỏi chơi thôi. Ok, sộp đó. Mai sẽ được gặp. Nhớ giữ lời hứa nha. Ok. Chồng. Làm cái gì đây? Em hứa với anh bao nhiêu lần rồi? Em mà sao cứ bài bạc quá vậy? Không phải vậy đâu chồng. Đi về. Còn mấy người nữa, tôi cảnh báo với mấy người, đừng bao giờ mà rủ rê vợ tôi đánh bài nha. Nhất là cô đó. Tôi sao? Lúc nào cũng qua nhà dụ dỗ. Nó thích thì nó đi, ai cấm được nó. Qua một lần nữa đi, tôi chặt giò cô đó.
à? Cô thử coi. Yeah. Chơi nữa không? Mất vui. Có tiền nhiều rồi đó. Có tiền rồi. Em ngồi xuống đó. Chồng, vợ biết lỗ rồi mà chồng. Lần này lần thứ mấy rồi? Em biết không? Em hứa bao nhiêu lần rồi, cuối cùng sao? Bài bản được cái gì hả? Vợ xin lỗi chồng mà. Anh đi làm dầm mưa dãi nắng, cực khổ biết bao nhiêu, kiếm tiền về để lo gia đình. Tiền anh đi làm mồ hôi nước mắt, rồi em làm cái gì hả? Em đánh bài. Em sung sướng quá hả? Em lên tàu đi, thôi em đi. Thôi mà vợ biết lỗi rồi, vợ không dám chơi đánh bài nữa đâu mà chồng. Bỏ qua cho vợ nha. Bây giờ anh nói với em một lần cuối, một lần này nữa thôi, đúng một lần, em mà còn đánh bài nữa thì ra khỏi nhà ở, nghe chưa? Vợ biết rồi mà, vợ sẽ đỡ chồng. Chồng ơi. Gì vậy? Có con nha. Để từ từ đi vợ. Sao vậy chồng? Đợi cho kinh tế mình ổn định hơn, rồi mình có con á, cho nó đỡ khổ. Chồng á, sẽ cố gắng á, làm việc để lo cho vợ cho con. Vậy đợi thêm một xíu nha. Cái này á là tiền lương của chồng. Với lại chồng ứng thêm một tháng nữa để gửi về cho mẹ và chị bệnh. Dạ cảm ơn chồng nha. Nhưng mà vợ chồng đi gấp quá, thôi vợ giữ chuyển giùm chồng đi. Vợ biết rồi. Bây giờ đi làm nha. Thôi vợ ngồi đi, hỏi tiếng chồng. Đặt đi em. Đây. Đặt nốt. Chín nút nha. Má thua hoài. Cảm ơn, cảm ơn. Của em. Trời ơi, cảm ơn anh. Còn tiền được không em? Từ anh. Còn đó. Thôi chết rồi. Tiền chồng đưa cho mình gửi cho mẹ. Giờ mình đánh bài thua hết rồi. Giờ không biết sao nữa. Không được, mình phải chơi tiếp. Mình phải gỡ lại. Cầm chơi tiếp đi. Chơi đi.
Cảm ơn em. Đặt đi, đặt đi, đặt đi em ơi. Đặt hết. Ồ. Thôi hôm nay mình hên quá à. Ô quái. Hôm nay xui vậy em. Y anh ăn được em thôi. Ê alo. Rồi tao tới rồi. Ok tao tới liền đây. Ok mày chờ tao đi có chuyện đi nhanh. Không chơi hả? Em đi không có công chuyện cái nhá. Chờ sau. Bye. Rồi, chào em. Ba chân nha. Đi chơi à? Đi. Lo. Tiền lúc đấy cho em mượn á. Đừng suy nghĩ gì hết. Đi về anh sẽ lo cho em. Cho em. Cảm ơn anh. Việc chu cấp cho em thì cứ để lo. Tiền bạc không cần suy nghĩ gì hết. Dạ. Xin nhá. Thôi, hết tiền thì nghỉ nhá. Mày còn tiền không? Cho tao mượn đi. Nè, còn từng đây, sao cho mày vay? Anh, cho em mượn thêm tiền nha. 30 rồi, còn đi chơi. Hết thì biết. Mình không tin là mình xui mãi thế này được. Mình phải chơi lớn thôi. Mình phải lấy hết những gì mình đã mất. Thôi, đặt luôn điện thoại. Chiếc xe đặt luôn. Chơi lớn vậy mày? Tao phải gửi những gì đã mất chứ. Nè, còn 500. Suy nghĩ cho kỹ nhé. Bao nhiêu? 9 nút nha. Đây nhá. Anh, cho em lấy lại chiếc xe nha. Chừng nào em có tiền em trả cho anh. Không. Cái nào có tiền thì đến mà lấy. Giờ sao Linh? Chồng tao về mà thấy mất chiếc xe là tiêu tao á. Giờ sao mày? Ai nói mày đặt lớn chi? Giờ tao sao biết? Ôi thôi giải tán đi Linh. Xin lỗi mày nha. Chứ giờ tao có từng đây à. Lên.
Ủa, giờ sao vậy? Chồng ơi, chồng vô nhà mình lấy mất xe với lại lấy mất tiền luôn rồi chồng. Rồi giờ có sao không? Giờ sao quá chồng. Thôi, coi như là của đi hai người. Dạ không bị gì á là được rồi. Dạ đừng buồn nữa. Dạ xin lỗi chồng nghe chồng. Chồng cô ấy. Chồng hiểu. Không sao đâu giờ. Tiền á từ từ mình kiếm lại được mà. Chuyện gì vậy? Mày ăn trộm xe tao đúng không? Cái này là xe vợ tao mà. Tao báo công an bắt mày. Xe này là vợ mày đánh bạc thua và cắm cho tao. Mày nói sao? Mày về hỏi con vợ mày. Bị sao vậy? Vợ không muốn ở nhà đâu chồng. Chồng đi làm vợ ở nhà một mình buồn lắm. Vợ muốn đi làm cho đầu óc thoải mái, vừa phụ giúp kinh tế cho chồng mà vừa có tiền dành dụm nuôi con nữa. Nhưng mà chồng sợ vợ cực. Vợ không có cực đâu. Chỉ cần là chồng yêu thương vợ là được rồi. Nha. Nha chồng. Chồng chiều vợ đó. Dạ cảm ơn chồng. Chồng. Cả đi, thoại cái câu sến chết.